Xin chào các bạn. Hôm nay Thanh Long hướng dẫn các bạn cách tính trùng tang. Gặp đại trùng vật thì phải xử lý như thế nào? Hóa giải ra sao để cho những người thân còn sống được yên tâm? Thì mời các bạn cùng tham khảo. Trước tiên là chúng ta phải vẽ một cái đồ hình thập nhị địa chi. Đồ hình này thì mình vẽ là bốn ngón tay thập nhị địa chi, là đó là 12 con vật xuất phát từ chữ Tý. Gồm có Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Đây là 12 con vật. Thì những người mất vào năm 2024, đặc biệt là tháng 4 năm 2024 này, thì đại hạn nó sẽ ập vào những bạn, những anh chị mà có tuổi Thìn Tức Sửu Mùi, thường là phạm vào những cái đại hung trong cái năm 24. Những người nào có tuổi Thìn Tức Sửu Mùi mất vào năm Thìn đều liệt kê đó là phạm trùng tang, gọi là đây là cái quẻ ngoại ha. Ví dụ người sinh năm 1958, người này là tuổi Mậu Tuất, người tuổi Mậu Tuất thì như vậy là Thìn và Tuất là trực xung năm nay, nếu mất đi là ngoại trùng tang. Cái thứ hai, ta phải tính trong cái quẻ nội có hóa giải được trùng tang hay không. Nếu như cái quẻ mà dừng vào tứ trụ dần thân tỵ hợi đều là phạm trùng tang. Nếu như chúng ta tính mà lọt vào cái chữ Tý Ngọ Mẹo Dậu, đó gọi là thiên di, mà vô năm tháng ngày giờ mà được hai cái Tý Ngọ Mẹo Dậu, được hai cái chữ đó thôi là chúng ta sẽ xóa được dứt trùng. Trường hợp thứ ba, mà cái người này mà tính vào cái quẻ Thìn Tuất Sửu và Mùi là sẽ được an tâm không phạm trùng tang nữa, là gọi là xóa trùng tang. Thì cái chỗ lũng cũng là chỗ nào để các bạn không thắc mắc? Người tuổi Thìn Tức Sửu Mùi chết vào năm Thìn Tức Sửu Mùi, năm tháng ngày giờ đều là phạm trùng tang, mà đi sâu trong cái quẻ mà rơi vào Thìn Tức Sửu Mùi là được hóa giải trùng tang. Hai cái này khác nhau. Bây giờ mình sẽ tính người này sinh năm 1958 là năm nay 67 tuổi. Chúng ta xuất phát nam thì tính từ chữ Dần thuận theo kim đồng hồ, nữ thì chữ Thân nghịch kim đồng hồ, rơi vào Thìn Tức Sửu Mùi là hóa giải, Tý Ngọ Mèo Dậu được hai cái đó là xóa nhất trùng, nếu mà rơi vào Dần Thân Tỵ Hợi là phạm trùng tang nặng. Chúng ta sẽ tính 60 là tại Dần. Tuổi chẵn tính trước, tuổi lẻ tính sau. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Đây là 60.
số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 17 là tại dần. Như vậy là người này là cái năm 67 tuổi là phạm trụ tài. Tiếp theo chúng ta tính cái tháng. Dụ người này mắc vào tháng 4 thì chúng ta sẽ tính tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là đóng tại ngọ, là được một thiên di. Người này bắt vào ngày mùng 5, chúng ta sẽ đến tiếp mùng 1 tại mùi, mùng 2 thân, mùng 3 dậu, mùng 4 tức, mùng 5 là hợi. Như vậy là phạm trùng tan. Mắc vào tầm khoảng 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa thì đó gọi là giờ tỵ. Chúng ta tính cái quẻ này nó vô chữ gì? Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ. Như vậy là người này mắc vào giờ tỵ và quẻ tỵ luôn, gọi là ba cái trùng tan. Ha, ngày trùng, giờ trùng, năm trùng, chỉ có tháng là không trùng. Như vậy là trùng tan vẫn bị. Thì phương pháp này, đây là cái tính để có hóa giải trùng tan. Thì gọi là vô thình tức sủng bồ chỉ thế được hóa giải trùng tan. Nhưng ở đây không có vô là phạm trùng tan, chúng ta cần phải hóa giải. Theo trong sách xưa có ghi như thế này: nếu người mà phạm vào trùng tan á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ giấy màu vàng và mực chu sa. Mực chu sa đó là một cái khoáng chất rất là tốt, tính hàn và giải được những căn bệnh thần kinh cũng như là bị sốt cao, co giật. Và nó cũng có thể dùng làm mực để hóa giải cái tính nóng giận của cung trùng tan này. Và chúng ta sẽ viết qua bốn chữ. Nếu ai mất vào tháng 4 sẽ viết bốn chữ này bằng mực chu sa trên tờ giấy vàng. Có hai hình thức, một là viết dọc, hai là viết ngang. Ví dụ mình viết ngang thì các bạn phải viết như thế này: lục, nhâm, thiên, lao, lục nhâm thiên lao. Đó là một giải chữ này sẽ hóa giải được trùng tan, sẽ hóa giải được cho trùng tan. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tìm một tờ giấy màu trắng và xếp thành một cái hộp tầm khoảng 2-3 ngón tay là được. Các bạn làm cái hộp đó xong, nhét cái tờ giấy này vào trong cái hộp đó ha. Cái hộp đó tầm khoảng 2-3 ngón tay là được. Hai tiền. Rồi nhét cái tờ giấy này vào trong cái hộp này. Rồi hộp này là để ở đâu? Chúng ta có thể để trong trên cái bụng của người mất, hoặc là để trên nắp hòm, hoặc là để trên ngay chỗ cái mặt dựng của cái hòm. Ví dụ mình vẽ theo cái hình thức dọc, đây là lục, nhâm, thiên, lao, lục nhâm thiên lao là hình thức ngang. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hình thức dọc: lục, nhâm, lục nhâm thiên lao. Đây là hình thức dọc cho các bạn. Thì hình thức ngang cũng được và hình thức dọc cũng được, không có bị phạm.
mà phải nhớ là tờ giấy màu vàng, mực là mực chu sa. Chúng ta có thể đặt lên trong cái trên bụng người chết, hoặc là đầu hòm, hay là cái mặt mặt trước của cái hòm. Rồi, đây là mặt trước của cái hòm. Đây là người mất đi. Rồi, mình để trên cái bụng của người mất, hoặc là mình để ngay mặt dựng của cái hòm. Đó, hoặc là mình để trên đây của cái trên đắp hòm cũng được, là cái hộp á các bạn, để như vậy. Nhưng hình thức này mình nên khuyên các bạn phải nhờ đến chùa, nhờ các vị sư để đi cái hình thức tránh này để lại, hoặc nếu như không có những vị sư thì chúng ta sẽ nhờ pháp sư, pháp sư sẽ làm. Vì sao mình cần những vị này? Thứ nhất là sẽ nhờ những vị này đọc 84 ai danh của Đức Phật để dẫn cái hóa giải, cũng như là mình đọc chú để cầu siêu cho cái vong này. Rồi sau đó cầu siêu dùng 84 ai danh cũng như là chú đệ bi, rồi cầu siêu cho cái người này, thì cái vong này sẽ nhận ra được, ý thức được việc nên tồn tại thế gian, dẫn người thân đi theo. Hay là mình phải dừng ở đây và chịu tái sanh một kiếp khác. Đó là cái việc là nhờ các sư làm như vậy. Thì nhờ các sư mới tác động vào cái linh hồn này, nhận thức được việc cần phải đi đầu thai. Thì trong cái quá trình đó họ nhận thức được đúng sai, họ sẽ không làm phiền những người còn sống. Vì phạm những cái cung trùng này á, là cái âm khí và sát khí nó luôn lẩn vẩn ở thế gian, và họ muốn tồn tại thế gian và lôi kéo những cái người để cho có một cái người nào đó để cũng như là gần gũi, trao đổi gì đó vân vân. Đó gọi là trường hợp trùng tan, là hay kéo nhau như vậy. Thì này mình khuyên là các bạn phải dời những việc đó. Nếu như mà nhà mình xa chùa hay là xa các vị pháp sư thì các bạn phải thực hiện như mình hướng dẫn: chuẩn bị tờ giấy vàng, mực chu sa và một cái hộp giấy màu trắng tầm 2-3 ngón tay. Các bạn làm cái hộp, viết xong nhét vào cái hộp, để lên cái bụng người chết, nắp hòm hoặc là đầu hòm, để chúng ta thực hiện trắng yếm. Sau 3 năm á thì các bạn nên cải tán. Trường hợp trùng tan mà trắng yếm nên cải tán. Cải tán để mình lấy cái lá bùa này ra, rồi mình đốt đi, nhờ sư chú tụng xong mình đốt đi. Hoặc là không có sư thì mình cũng khấn nguyện, thì cũng mong cái vong linh này đi siêu thoát, rồi mình đốt đi để hóa giải cái sự trắng yếm. Thì trong 3 năm, vì sao là phải 3 năm? Thường là những người nào mà có hận thù sâu sắc nhất để báo án. Nhưng mà trong 3 năm này có 84 ai danh của Đức Phật, thì họ sẽ đâu đó họ nhận ra cái sai lầm của mình và đi đầu thai. Đó, sau 3 năm là yên ổn rồi, không lo nữa. Đó, sau khi đầu thai thì người còn sống thì phải làm gì? Trong 49 ngày hoặc là 100 ngày, mình bằng cách là phải biết ăn chay, đồng thời đến chùa nhờ sư cầu siêu. Đó là hai việc đó chúng ta phải làm song song. Vì sao phải ăn chay? Tốt gì cho cái vong hồn lành, vong hồn này, hay là ăn chay mình được thành Phật? Thì nó có ý nghĩa sau này. Những người làm cha làm mẹ thường khi bắt đầu sanh con thì biết được người mẹ mang thai, thì người mẹ sẽ bồi dưỡng cơ thể mình để nuôi cái thai này tốt hơn. Thì bằng cách ăn thịt động vật này
hay là động vật khác để bồi dưỡng cái thai, mong muốn rằng mẹ tròn con vuông. Rồi sau đi, sau khi đó thực hiện những cái việc đó, đến khi chúng ta lớn lên, người mẹ thì phải qua đời. Thì qua đời theo cái thuyết đạo Phật, mình tạo nhân là sẽ có quả, ác sẽ có ác mà lành có lành. Trường hợp này mình sát sanh động vật phải đọa vào cái kiếp động vật, nhân đạo quả đó là như, nó là như vậy. Thì khi trong 49 ngày linh hồn này ý thức được việc nên đi tái sanh đi đầu thai, thì lúc này họ sẽ tái sanh một cái giống loài này hoặc là giống loài khác. Cho nên mình không biết trong 49 ngày, 100 ngày này mẹ mình, cha mình không biết tái sinh loài nào. Vì vậy chúng ta không biết loài nào nên ăn chay là tốt nhất. Tại vì mình không biết. Nếu như mẹ mình tái sinh làm con gà thì mình có thể ăn thịt con vịt được. Nhưng do mình không biết là mẹ mình tái sinh loài nào nên ăn chay trong 49 hoặc 100 ngày. Nếu các bạn ăn càng lâu thì càng tốt ha. Mình không phạm tổn thương linh hồn của cha hoặc mẹ hay là cái người thân của mình đã tái sanh làm loài động vật. Đó là cái hình thức là như vậy. Thì đây là bài chia sẻ của mình, là nhìn vào, đọc vào những cuốn sách xưa có nói về cách hóa giải trùng đan. Khi các bạn hóa giải trùng đan rồi, các bạn yên tâm không lo lắng nữa. Thì qua bài này, nếu bạn nào thấy hữu ích mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Thanh Long. Bạn nào đã đăng ký kênh rồi, có muốn mình chia sẻ thêm điều gì, có cái bài liên quan thì mình sẽ chia sẻ những gì mình viết chia sẻ cho các bạn. Sau đây Thanh Long kính chúc các bạn luận giải thành công và xin chào.